xúc của anh thế nào mà khi con gái được đăng quang Hà Nội? Rất là vui. Mình không nghĩ là nó phải đăng quang hoa hậu đâu. Chỉ là thi thì để cho nó thỏa đam mê của nó thôi. Chứ còn đến top nào thì hãy đến nơi đó. Chứ mình không có nghĩ là phải là lên cái vị trí cao nhất như tối nay. Khi mà ý tình con gái tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 thì cái phản ứng của gia đình lúc đó nó như thế nào ạ? Bình thường, vì mình cũng ủng hộ. Đó là việc trong cái quá trình mà chuẩn bị ở ngôi nhà chung, sinh hoạt chung thì thật ra là nó một giống như một cái trường để là đào tạo lên được cái trong cái việc là đi theo cái nghề mà nó mong muốn. Thật ra là chưa. Nó khi mà vào đại học á, năm đầu vào đại học nghĩa là thi hoa khôi, nó là đạt hoa khôi của trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng, sau đó là á khôi của thành phố, thì từ đó thì mới thấy là nó có cái gọi là mới thể hiện được cái càng ngày nó tự tin hơn trong việc là đi theo cái việc làm mẫu, ví dụ cái kiểu như vậy là xây dựng hình ảnh. Việc mà theo cái nghề này á, thì nó cũng hơi sơ bộ một xíu á, là khi mà vậy thì anh có cảm thấy là lo lắng cho con gái không? Anh không biết đó là nghề hay là không nghề, bởi vì thật ra anh đối với anh bây giờ anh không nghĩ hoa hậu là một nghề. Thật ra là hoa hậu nó khác ở chỗ là anh phải cống hiến nhiều về cho xã hội hơn, anh phải có hoạt động hơn chứ không phải là nó là một nghề. Nghề về theo anh hiểu là vậy, có thể là không. Nhưng mà ở đâu có bất kỳ nghề nào cũng có cái phức tạp, cái gọi là cái đặc điểm riêng mà mình phải trong người trong nghề phải chấp nhận cái việc đó. Thì từ trước đến giờ gia đình có mong muốn Thủy theo một cái nghề nào không anh? Đang hiện tại thì đang học ngoại ngữ và cũng đang mong muốn là nó ra một có một công việc bình thường, chứ anh bây giờ anh chưa nghĩ là nó theo cái học đi học có tốt không từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn? Là học sinh giỏi mà. Tới cấp 3, đến cấp 3 là học sinh giỏi. Thì vào đại học thì học năm 3 rồi. Thì bình thường học tốt. Vì làm vừa có thể là vừa làm vừa học, nhưng mà Thủy học công việc học thì không có bể bỏ bê. Cái việc mà Thủy thi này thì gia đình có hỗ trợ về tài chính cho bạn không? Thật ra là hỗ trợ không là là bao nhiêu hết nhá, chủ yếu là tiền tiêu vặt thôi. Còn Thủy là tự lo theo bạn thì có thi này có tốn tiền nhiều không? Thì tiền di chuyển chắc là phải có rồi, tại vì từ ở nhà đi đâu là bố cũng xa, người ta có ban tổ chức, người ta lo tiền cả tiền vé không mà. Dạ. nhưng mà bây giờ Thủy là trở thành hoa hậu rồi thì chắc chắn là sẽ ít thời gian hơn cho gia đình rồi. Anh có nghĩ tới chuyện đó là buồn lòng không? Đến bây giờ thì anh chưa có cái cảm nhận về việc đó. Đối với anh đó là cái nào mà đến mình trải nghiệm rồi thì mình mới có ra một cái nhận xét. Em nói như vậy là khó của anh. Bây giờ hôm nay anh mới nghĩ nó là hoa hậu, bên đây mà anh nghĩ đó là trước lên thì anh sẽ chuẩn bị tinh thần. Bây giờ anh mới biết là hoa hậu thì những ngày sắp đến anh sẽ có cái cảm nhận với trải nghiệm của riêng anh, anh mới nói được sau này. Nhưng mà bây giờ là cảm giác tự hào là nhiều phải không anh? Chính xác. Dạ rồi, cảm ơn nha.